Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 22 tháng 12 ký sắc lệnh hành pháp đe dọa trừng phạt các tổ chức tài chính giúp Nga lách lệnh trừng phạt. Theo hãng tin Reuters, Nhà Trắng cho biết lệnh này cũng giúp mở rộng lệnh cấm nhập khẩu một số hàng hóa của Nga như hải sản và kim cương. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết Mỹ đang gửi thông điệp rõ ràng rằng bất kỳ ai ủng hộ chiến dịch quân sự bất hợp pháp của Nga đều có nguy cơ mất quyền tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nguồn tài trợ của Mỹ dành cho viện trợ quân sự Ukraine sắp cạn kiệt và Mỹ cùng các đồng minh đang tìm cách thức mới để ngăn chiến dịch quân sự của Nga. Các quan chức chính quyền cấp cao cho biết lệnh này được ban hành với sự phối hợp của các đồng minh Mỹ. Mỹ từng nhiều lần cảnh báo các công ty chống lại lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên Nga, đồng thời nhắm vào các công ty ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc mà Mỹ cáo buộc đã giúp Moscow tránh các biện pháp này. Một quan chức Bộ Tài chính cho biết Washington bày tỏ mối lo ngại của mình với các chính phủ trên thế giới, đồng thời nói thêm rằng Mỹ đang yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn nữa các tổ chức tài chính có thể tạo điều kiện thuận lợi cho những giao dịch hỗ trợ Nga mua sắm thiết bị quân sự. Các quan chức cho hay họ chưa rõ liệu có bất kỳ tổ chức nào của Mỹ hoặc châu Âu vi phạm lệnh này hay không, đồng thời cho rằng hầu hết các công ty của Mỹ và châu Âu đã thu hẹp quy mô kinh doanh với Nga một cách đáng kể. Theo đánh giá của Mỹ, Nga đã mất hơn 13.000 thiết bị, bao gồm xe tăng, máy bay không người lái và hệ thống tên lửa trong cuộc xung đột. Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết, Mỹ hy vọng các tổ chức tài chính sẽ thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng họ không cố ý hoặc vô tình tạo điều kiện cho hành vi gian lận và né tránh. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo nhận định sắc lệnh mới sẽ gây thêm áp lực đối với các ngân hàng để đảm bảo các dịch vụ của họ không bị lợi dụng nhằm hỗ trợ Nga lách lệnh trừng phạt. Nỗ lực mới nhất nhằm siết chặt áp lực đối với Nga diễn ra chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 họp trực tuyến để thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine. Nhà Trắng đang đàm phán với các nhà lập pháp để phê duyệt thêm tiền cho Ukraine. Theo AP, ông Biden đã đề xuất gói viện trợ trị giá 110 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, Israel và các ưu tiên an ninh quốc gia khác. Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Cộng hòa từ chối phê duyệt số tiền này cho đến khi Nhà Trắng đồng ý với những thay đổi lớn về chính sách nhập cư và biên giới Mỹ-Mexico.